Minh Châu Rực Rỡ là bộ phim tình cảm của Thái Lan với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi Pon và Pralithip. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Charathon và Mok. Charathon là một chàng công tử giàu có bị ép hôn với cô tiểu thư xinh đẹp Mok để sùng hỉ. Vì gia đình bị phá sản, nên Mok phải làm DJ ở hộp đêm để kiếm tiền trả nợ. Điều này khiến cho cô bị hiểu lầm là một cô gái hư hỏng. Chính vì vậy, Charathon không ngừng làm tổn thương cô, càng không muốn cô trở thành vợ mình. Thậm chí, anh còn giả vờ là gay để đánh lừa cô. Thế nhưng, tình yêu và gia đình đã tiếp thêm cho Mok động lực để chinh phục trái tim Charathon. Biết rằng anh không ưa mình, biết rằng con đường sắp tới là muôn vàn tủi hổ, thế nhưng cô vẫn kiên cường bước tiếp. Anh là người gian xảo, nhưng không sao, cô có hàng nghìn cách để đáp trả và chinh phục trái tim anh. Những khoảnh khắc siêu dễ thương của cặp đôi này chắc chắn sẽ khiến fan hâm mộ không khỏi bất ngờ và thú vị. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.